Hôm nào nay thì có rất là nhiều cái bạn chạy vé chín cũng inbox cho mình nói là không hiểu là tại sao vé chín nó kêu cam chứ kêu cò, thì hỏi mình là xe mình có bị giống như vậy không. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip để cho các bạn nghe là máy của vé chín có kêu cam kêu cò hay không, và lý do tại sao nó lại kêu, cách khắc phục là như thế nào. Đây là vị trí cái máy bên tay trái. Các bạn có thể nghe là cái tiếng máy nó có nó không có nó nổ cách quãng nhau. Thì do cái xe của mình đang để là chống nghiêng. Đây là mình qua bên tay phải của xe. Thì các bạn có thể là nghe cái tiếng máy nó rất là im. Sau khi mà nghe tiếng máy của xe vé chín của mình xong rồi thì mình nói cho các bạn nghe là tại sao là máy xe của mình nó im. Thì thứ nhất đó là từ cái lúc mà mình mới vừa mua xe đó thì mình bảo dưỡng nó hợp lý đúng cách, cũng như là mình chạy xe đúng với lại cái điều kiện mà road die của chiếc xe. Thì ở trong sách hướng dẫn sử dụng của xe, bất cứ dòng xe nào đó, người ta cũng khuyến cáo là mình chạy dưới 4.000 RPM, tức là dòng tua ở 4.000 từ 0 mà lên 800 cây số đầu tiên, và từ 800 lên 1.600 cây số tiếp theo là mình sẽ chạy là không quá 6.000 dòng. Thì tất nhiên là trong cái quá trình mà road die đó thì sẽ có khoảng 1-2 lần chúng ta nên kéo ga lớn vượt qua cái số mà khuyến cáo đó. Ví dụ như là mình chạy 8-9.000 dòng thì nó cũng không ảnh hưởng về máy, cũng như là mình sẽ làm cho cái động cơ của mình nó làm quen từ từ với lại cái hoạt động nhanh của cái máy. Chúng ta sẽ làm cho cái máy hoạt động nhanh hơn bình thường, và chúng ta chạy thường đó, là mình chạy bạo lực ở khoảng 20%, còn 80% kia thì mình chạy đúng với lại cái road die của xe ở trong sách hướng dẫn sử dụng nhà sản xuất đã khuyến cáo mình. Thì cái đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là về nhớt, cũng như là cái thời gian mà thay nhớt của xe vé chín cũng như các dòng xe khác. Thì chiếc vé chín này mình thay nhớt ở khoảng 800 cây đầu tiên mình thay nhớt. Thì mình sử dụng nhớt là Any 5W40. Đồng thời là mình thay luôn cái lọc nhớt, đó là lần đầu tiên. Thì bắt buộc xe nào cũng phải làm như vậy. Rồi lần thứ hai mình thay nhớt ở mình chạy nhớt đó khoảng 1.000 cây, tức là 1.600 cây, mình thay nhớt là Voltronic XM. Lần đầu tiên mình đã thay Any với lại đổ dung dịch phụ gia là E59, đó là dung dịch là ceramic. Thì lần thứ hai mình không có thay lọc nhớt, mình xài Voltronic XM rất là nhớt với lại dung dịch E59. Nhưng mà nó có một cái điều khác, đó là lần đầu tiên mình đổ chỉ có khoảng 150ml E59, và lần thứ hai mình thay nhớt mình sử dụng là 240ml E59. Thì cái dung dịch E59 này mình đổ chung với nhớt thì khoảng 8% so với cái nhớt mình thay cho xe. Và một điều nữa đó là ví dụ như mình đổ vô 240ml E59 thì đồng nghĩa với lại là mình lấy ra bớt 240ml nhớt, tức là xe mình thay lần thứ hai là 3 lít nhớt, 3 lít 2 thì mình đổ là 3 lít nhớt cộng với 200ml E59.
Còn nếu mà mình dư ra 40 ml đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy. Và khi chúng ta mà sử dụng cái phụ gia đó thì sau khi mà đổ nhớt đồ vô hoàn tất hoặc là hay lọc nhớt gì đó thì chúng ta nên để cho máy chạy không tải khoảng 50 phút rồi chúng ta mới sử dụng, thì cái phụ gia nó sẽ được trộn đều và nó sẽ bao phủ hoàn toàn lên trên cái máy. Thì dung dịch E59 là cái chai nó hình dạng như thế nào, rồi nhớt Voltronic XM nó hình dạng như thế nào, chữ X là X xe, M là M. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu về nhớt này á, thì bạn có thể lên Google thì đánh là Voltronic, thì bạn không cần đánh Voltronic, các bạn chỉ cần đánh là phụ gia E59 thì nó sẽ ra cái tên cũng như cái hình dạng của hình thức của cái sản phẩm nhớt Voltronic XM. Thì các bạn chỉ cần đánh nhớt XM tức là sợ xe và M là các bạn sẽ ra được cái loại nhớt đó. Và cái chỗ mà mình mua uy tín là Express Adventure, thì họ bán hàng cũng khá là uy tín. Cộng thêm là có rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Thì cái xe của mình á, sau khi vào khoảng đi khoảng chừng 500 cây đầu tiên á, thì mình chuyển từ, tức là lần thứ hai mình thay nhớt, mình chuyển từ nhớt là Any qua nhớt là Voltronic cho lần thứ hai cho xe mình á, thì 500 cây đầu tiên thì các bạn chưa có cảm nhận nhiều về cái nhớt là nó vẫn còn kêu cái sên cam cũng như là cái cò. Đặc biệt dòng Z9 này kêu cam với kêu cò rất là lớn. Thì các bạn nào mà đang sở hữu Z9 thì mình bảo đảm một điều là xe các bạn kêu cam kêu cò rất là lớn. Cũng như các bạn nào mà chưa có sở hữu cái chiếc cũng như bạn nào mà đang chưa sở hữu chiếc Z9 này á, mà muốn kiểm nghiệm lại cái lời nói của mình á, là có thật hay không á, thì các bạn tới đại lý Kawasaki Matsumoto ở đường Phạm Hùng, thì họ có một chiếc xe demo cho các bạn, là các bạn có thể là nghe tiếng máy của xe đó thử. Và mình cũng nói thêm một điều về cái vấn đề mà rô đai bạo lực với lại rô đai đúng cách. Thì đây á, rô đai bạo lực á, thì các bạn muốn biết rô đai bạo lực sao, các bạn cũng nên tới cái chỗ Kawasaki Matsumoto, họ có một chiếc xe demo. Thì cái chiếc xe đó đó dành cho khách hàng thử và dành cho nhà báo để người ta chạy xe khoảng một thời gian người ta review. Thì cái chiếc xe đó nó chạy được khoảng từ khoảng hình như có 1.000 cây thôi. Thì các bạn tới đó nghe thử cái độ rã của cái máy xe, cái độ tả đó, thì cái máy nó kêu như là, bạn cứ tưởng tượng là một cái chiếc xe mà đi khoảng 20-30 ngàn cây, thì cái máy của nó gõ cỡ đó, thì cái tiếng kêu xin cam xin cò nó lớn hơn gần khoảng 150% chỉ thôi, với một chiếc xe mà sử dụng nhớt bình thường không có phụ gia. Các bạn sử dụng nhớt bất cứ dòng nhớt nào, mình có nói hẳn là dù Motul hay là bất cứ dòng nào thì cái xe Z9 nó vẫn kêu cam với kêu cò hết. Nếu mà mình nói sai thì các bạn có thể comment ở dưới, là các bạn cho mọi người biết là bạn đang sử dụng nhớt gì để cho xe bạn im không kêu cam kêu cò. Các bạn đừng có nói là xe lớn không là nó sẽ bắt buộc là xe là nó phải sẽ phải kêu, không có vấn đề đó. Xe lớn thì tùy loại thôi, và chỉ cái cách mà mình sử dụng sản phẩm phụ gia cũng như là nhớt nào để cho nó im. Và đây là mình đã chứng minh trên cái chiếc xe Z9 của mình, là chiếc Z9 nó rất là kêu cam với kêu cò. Thì hồi trước mình có sử dụng dòng Kawasaki R6N á, thì nó là từ cái lúc mà mình mua dắt ra cho tới lúc mà chạy 1.000 cây á, thì mình phải nói với các bạn là nó kêu kêu ca nó kêu cò rất là dữ dằn luôn. Thì mình có hỏi với lại kỹ thuật cũng như là bán hàng cũng như là ở bên hãng, thì người ta nói là cái dòng xe đó là nó vốn vị dĩ là nó kêu vậy. Mình coi những cái clip mà người ta trên mạng ở bên nước ngoài người ta chạy chiếc R6N có kêu không, thì chiếc nào nó cũng kêu hết các bạn. Thì khi mà mình sử dụng nhớt Phúc Phúc Sicolin á, thì chiếc xe nó đỡ thôi chứ không có hết hoàn toàn. Thì cái đợt đó Adventure nó mới giới thiệu, mới gần đây thì nó giới thiệu nhớt Voltronic XM E59 phụ gia E59 này, thì mình sử dụng là nó đã hết hoàn toàn luôn trong mọi điều kiện.
nhất phút Siculin 5W40 á, mình để cái chân chống nghiêng như vậy mình nổ máy thì nó bắt đầu nó kêu kêu cò, kêu sinh cam. Nhưng mà mình chuyển qua XM với E59 á, mình ngã giống như vậy mình nổ máy như các bạn nghe hồi nãy á, thì nó không có kêu. Tức là cái nhớt, cái độ nhớt nó bám với lại cái độ mà bao phủ của cái dung dịch đó nó làm cho chiếc xe mình nó im. Thì tất nhiên là cái nhớt Voltronic XM này á thì mình phải sử dụng đổ, ví dụ như là mình chạy khoảng 1.000 cây mình thấy là cái nhớt của nó bắt đầu loãng ra. Rồi, tức là cái thể tích của nó tăng lên. Thì tại vì các bạn thấy là cái chỗ mà mình canh cái nhớt đó đó thì nó có cái lồng kiến, thì khi mà mình chạy mình thay nhớt mình chạy khoảng 500 cây đầu tiên thì mình hay rất là hay là canh coi cái vạch nhớt nó có bị tuột nhớt không, ví dụ như là nó đi xa nó có bị hao hụt hay không.